Anh Khoa mến chào quý khán thính giả đang đến với chương trình Đọc Truyện Online. Và ngày hôm nay xin được giới thiệu với tất cả quý vị thể loại Đàm Mỹ cùng truyện đọc Mùa Hoa Loa Kèn Nở Rực Rỡ của tác giả Sài Cây Đảng với chương 16 và 17 của truyện. Chương 16. Thành tích vừa đưa tới, tôi cũng không quá cao hứng. Thành tích tôi tốt, nhưng thành tích Lý Tam Hỷ còn tốt hơn. Không phải là tôi không muốn hắn được như thế, nhưng mà vì một hành động nhất thời của tôi mà đã đánh cược với hắn. Lần trước, sau khi kết thúc kỳ thi, tôi cùng Từ Nhiễm Nhiễm đang tán gẫu. Không biết hôm ấy tại sao âm thanh của hắn lại to như thế. Tôi cũng vì thế mà nghe được. Tiền sư nó, đáng lẽ lần thi này tôi được 565 điểm, thế nhưng tôi sai lầm rồi. Ngữ văn nếu tôi không viết lạc đề thì có thể được 30 điểm. Toán học nếu như được mấy đề thi mà đúng như suy nghĩ của tôi thì tôi cũng có được hơn 50. Như vậy toán học gần như đạt tiêu chuẩn. Hóa học vật lý mặc dù là có hơi yếu kém, nhưng tôi nỗ lực cũng có thể đạt được hơn 60 điểm. Tiếng Anh lần này nghe mà không thất thần hả? Nếu không 20 nẻ nắm tay chắc. Tôi tính 30 cộng 50 cộng 60 cộng 20, số lẻ liền không tính đi. Đại khái tôi bình thường phát huy có thể nhiều thì 160 chia. Như vậy tôi có thể tiến vào 100 vị trí đầu. Nguyên lai tiến bộ đơn giản như vậy. Xem ra Lý Ninh có một câu nói rất đúng, chính xác. Tất cả đều có thể. Tôi ở mặt trước nghe được sự thật. Không chịu được, cũng quá không biết xấu hổ đi. Tôi nhịn không được gần như nói một câu: cậu nằm mơ đi, tỉnh lại đi. Cậu nếu có thể thi được trước 300 á, thì cậu muốn gì cũng được. Nói xong gần như hối hận rồi. Tôi làm sao lại có thể kích động như thế? Được, đây là cậu nói á. Tôi muốn thi được 300, cậu làm sao bây giờ? Lý Tâm Hỷ hiếp mắt hỏi tôi. Cậu nói như thế nào á, thì sẽ làm như thế đó đi. Được, đây chính là cậu nói. Vốn là tôi rất tin tưởng, bởi vì từ khi tôi biết hắn vẫn luôn ở danh sách 500 những tên khổ sở dạy dụa. Hơn nữa, bằng sự thông minh của hắn thì không đến được vị trí 300 cũng không có gì không tin. Thế nhưng trời cao lại yêu chuộng những người thiếu hụt. Hắn dĩ nhiên đứng ở mức 280. Lần đầu tiên tôi nhận được phiếu điểm lại là nụ cười bằng nước mắt. Tôi đang suy nghĩ dạng nhất hắn đưa ra cái gì muốn tôi làm hắn, hoặc là hắn thân thực không bằng tôi đi tìm chết đó. Thế nhưng tìm được cược rơi xuống trốn tránh cũng đã quá mất mặt đi. Tôi còn hỏi hắn rốt cuộc muốn cái gì, tôi hận lực thỏa mãn. Lý Tâm Hỷ ngốc hề hề, đếm trên đầu ngón tay mà nói những điều hắn muốn. Cuối cùng rất anh dũng mà nói một câu: tôi cái gì cũng không muốn, tôi chỉ muốn nói cho cậu biết á, nếu mà tôi muốn lấy á, tôi nhất định có thể lấy được. Tôi nhất thời bị chấn động, nói lời này thật sự có lực chấn thương. Tôi không thể không bắt đầu phải hành sự cẩn thận, bởi vì tôi không biết khi nào thì công dị thường của hắn phát triển. Có thể con người tôi quá ảo tưởng, có lúc tôi cứ cảm thấy hắn có phải rơi từ trên cao phái xuống để thể nghiệm và giám sát dân tình hay không. Không phải cái chuyện bên trong cũng chỉ có người ăn xin nên đường cái. Sao một cô gái nhỏ nhắn đến cho hắn bắt cháo, sau đấy cô ấy liền thành tiên. Nguyên lai người ăn xin đó chính là Ngọc Hoàng Đại Đế. Nếu như nói Lý Tâm Hỷ là vì đo lường tính hiểm ác của con người mà đến đây, vậy không phải tôi phải xuống địa ngục sao? Tuy rằng tôi không giống những người khác để bắt nạt hắn, cười nhạo hắn, nhưng tôi là người thương tổn hắn nhiều nhất. Lương tâm tôi phát hiện sau khi mà có lần không về ký túc xá mà lại đi đáp ứng hắn hả? Kết quả ngày đó hắn ăn gần nửa giờ, tôi nhìn hắn như một con trâu đưa thức ăn vào, bỏ miệng nhét vào đầu óc đều là gỗ. Sau đó hắn nói với tôi một đống chuyện như cha mẹ hắn đang cãi nhau. Hắn, cha hắn có con ngoài giá thú, thiếu đạo đức nhất. Chứ là hắn làm cho tôi lại cảm thấy đáng thương cho hắn, ép mình phải đối xử tốt với hắn một chút. Có lúc Lý Tâm Hỷ hận tôi hận đến há mồm ngậm miệng, đừng nói muốn giết tôi, nhưng tâm tình của hắn đến cũng đi và nhanh cũng đi. Chỉ cần tôi một đôi hắn cười, tất cả tâm tình giận dữ lập tức đều không thấy, lập tức ngốc hề hề với tôi mà cười. Có thể hắn chỉ là đứa bé, cũng có thể vẫn là một hài tử đáng ghét. Hắn sẽ được voi đòi tiên, sẽ hướng về cậu muốn này muốn nọ sao, sau đó cho cậu một đống đồ lớn cậu không cần. Tôi không biết mình đối với hắn có ý nghĩa như thế nào, mà xuất phát từ sự đồng tình hay chỉ là vì mục đích ban đầu.
Vì niềm vui, tôi không phải vẫn muốn thoát khỏi hắn sao? Nhưng hắn một khi xa tôi lại muốn lôi trở về. Lẽ nào tôi đem cái loại hy sinh sinh hoạt này xem như một loại quen thuộc, vẫn là đem gánh nặng này xem như một loại nắm giữ hay sao? Chương 17. Thầy Ngưu mấy ngày hôm nay tâm tình cũng không tốt lắm. Tôi nghe nói hắn phải cưới mẫu Dạ Xoa. Ngày đó vợ cùng mẹ hắn đánh nhau, để vợ đem bàn lật tung, đem mẹ hắn tức đến bị bệnh tim. Hai ngày nay nhìn thầy trên mặt mây đen giăng đầy, ai cũng không dám tiếp xúc với cái bơm nguyên tử nổ chậm. Ngày đó tôi theo hắn vào văn phòng làm bài tập, cúi đầu bỏ chồng bài tập xuống bài rồi chuẩn bị rời đi. Bỗng nhiên thầy gọi tôi một tiếng: "Ngải Tử Hàm, cậu gần đây như thế nào rồi?" Cũng không an ủi thầy một chút. Tôi thương cậu như thế mà, thật không có lòng. Tôi nghe nói như thế trong lòng lại tùng một hơi. Tôi đi tới đứng trước mặt của hắn. Hắn giang tay hai đôi tay ra rồi nhấc chân lên, ý bảo tôi xoa bóp cho hắn. Tôi nhìn vẻ mặt hắn hưởng thụ như vậy, thực sự trợn tròn mắt. Hắn cũng chỉ có lớn hơn tôi vài tuổi thôi, nhìn cũng là người lỗi lạc mà, làm sao mà lại tìm người vợ như thế chứ hả? Ngải Tử Hàm, tôi biết cậu đang nghĩ gì. Xong tôi theo bản năng sờ sờ mặt. Ở trước mặt thầy Ngưu á, tôi gần đây luôn luôn như bán đi chính mình. Thầy Ngưu đem chân rút ra, lấy tay để trên bả vai của tôi. Kỳ thực tôi không có chút nào muốn kết hôn, tôi không yêu vợ tôi. Tuy rằng thái độ làm người của hắn rất rõ ràng, nhưng nghe hắn nói to gan như vậy tôi thực sự sợ rồi. Tôi yêu thích một học sinh, hắn thần bí cho tôi một ánh mắt. Mẹ ơi, thầy Ngưu thầy thực anh dũng nha, tôi thật là sùng bái thầy, nhưng cũng chả phải cái chuyện tốt đẹp gì, đừng nói giỡn. Tôi không cảm thấy thầy Ngưu có tiềm chất sư đồ luyến. Hơn nữa, cả hắn cùng với nam sinh nói chuyện cả ngày thoải mái như thế, căn bản chưa từng thấy hắn đối với nữ sinh nào có hành động ám muội. Thật sự, Ngải Tử Hàm, tôi yêu thích cậu. Thầy Ngu mặt đột nhiên chuyển qua một mặt dại gái, tôi như bị bò cạp đốt chân mà nhảy dựng lên. Thầy không bị sốt chứ tôi là nam, thầy sẽ không thích tôi, đến cả giới tính đều đã quên chứ hả? Tôi biết Lý Tâm Mỹ thằng ngốc kia chẳng phải nam sao? Hắn cũng không vì cậu mà muốn chết, muốn sống sao? Ngải Tử Hàm, cậu thật là một thầy Ngưu. Dù thế vẫn ung dung mà nhìn tôi. Tôi còn không tin. Hai ngày trước tôi còn nhìn thấy thầy mèo eo tưởng hơn tới. Thầy xu hướng tình dục vẫn bình thường chứ hả? Tôi vừa nói một bên cùng thầy Ngưu kéo dài khoảng cách. Thầy Ngưu nở nụ cười. Nhiều ngày như vậy mới nhìn thấy hắn nở nụ cười một lần. Không biết tại sao lỗ tai của tôi có một chút tỏa nhiệt. Tôi biết thầy Ngưu á chỉ là đùa giỡn một chút thôi, nhưng cũng là trong lòng tôi vẫn có một chút chột dạ. Sau đó thầy Ngu liền để tôi đi ra ngoài. Lúc đi ra cứ nhìn thấy hắn chìm chìm và nhìn chằm chằm ở bóng lưng khiến tôi có chút sợ hãi. Buổi tối ngày mấy tôi mất ngủ, lăn qua lộn lại đều là cái ánh mắt thâm tình đầy chân thành của thầy Ngu. Tôi tự chửi mình á, khi đó tôi biết cái này gọi là đồng tính luyến ái. Đây là một danh từ rất kiên kỵ, nhưng tôi càng ngày càng mạnh mẽ mà gần nó. Tôi muốn tư tưởng dần lệch lạc trở lại bình thường, nên gần như tôi luôn cùng Từ Nhiễm Nhiễm cùng nhau. Vì để cho chính mình mê muội, tôi đem nụ hôn đầu cho cô ấy. Tôi phát rồ mà hôn đến tận hơn 10 phút. Miệng của Từ Nhiễm Nhiễm đều có một chút sưng đỏ, nhưng tôi ngoại trừ cảm thấy môi của cô ấy rất thiện lương thì cảm giác gì cũng không có. Hơn nữa lần kia tôi biết Lý Tâm Hỷ ở cách đó không xa, tôi nghe được hắn dùng chân đạp lan can, sau đó âm thanh vừa đau vừa khóc. Tôi thậm chí cảm thấy âm thanh kia so với Từ Nhiễm Nhiễm đều khiến tôi thoải mái hơn. Tôi càng ngày càng điên cuồng cùng Từ Nhiễm Nhiễm quan hệ thì Lý Tam Hỷ cũng triệt để thành người điên. Hắn đối với tôi hận đến mức không thể kiềm chế. Dĩ nhiên là tôi vui mừng như uống thuốc sổ vậy đó. Việc này thầy Ngưu biết nên gọi điện về cho gia đình. Ngày thứ hai Lý Tam Hỷ đi đứng như bị què vậy đó. Tôi biết chắc chắn hắn phải chịu cực hình, vì thế lại càng thêm hận tôi. Có lúc tôi cùng Từ Nhiễm Nhiễm trao đổi một cái ánh mắt, hắn rất là có khả năng sẽ cởi quần áo ra, sau đó dùng răng lôi kéo, chảy máu mũi trước sau như một chảy đầy một mặt. Lúc học càng ngày càng chán ghét hơn, mà tôi chính là từng ngày như giãy giụa trong đó vậy. Tôi không muốn để cho hắn cứ nháo lên như thế, nhưng tôi vừa không thể tránh được mình và Từ Nhiễm Nhiễm giao du, bởi vì tôi sợ sệt. Gần như từ buổi tối ngày hôm ấy, tôi muốn nỗ lực đem mình hướng về quỹ đạo của một cuộc sống bình thường. Chúng ta vừa nghe qua hết hai chương 16 và 17 của truyện đọc Mùa Hoa Lo Kèn Nở Rực Rỡ.
Và đến đây cho phép anh Khoa xin được nói lời tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị ở các chương tiếp theo trong những lần đọc sau.